Chào mừng các bạn đến với Kỳ Lân Luxury. Mua vàng cùng Kỳ Lân Luxury phần 1. Nếu có nhiều tiền, bạn sẽ chọn mua kim cương hay là mua vàng? Ủa, mà hai này đều có vàng đều có kim cương mà ta. Hả? Đối với người Việt Nam, mua vàng là một điều cực kỳ truyền thống rồi, vừa có thể làm trang sức, vừa có thể làm của để dành. Nhưng đến với Kỳ Lân Luxury, khi bạn chọn một mẫu trang sức bằng vàng mà còn được đính kim cương như thế này nữa, vừa là trang sức vừa tôn lên vẻ sang trọng, quý phái cho chủ nhân rất là nhiều luôn nha. Nếu bạn là team thích đeo vàng, thế này. Còn nếu bạn thích đeo kim cương thì sẽ ra là thế này. Thì các bạn thấy đeo vàng hay đeo kim cương sẽ sang trọng và đẹp hơn? Thật ra thì tùy theo sở thích của mọi người thôi, nhưng mà bây giờ em thấy kim cương cũng đang ở mức giá thành các bạn có thể dễ dàng mua cho bản thân một viên nhỏ xíu cũng được. Hồi đó tới giờ các bạn đi làm, các bạn nghĩ là tiền dành dụm thì mình nên mua vàng để dành thôi, không có muốn mua một viên kim cương vì nghĩ là giá thành của nó sẽ ở tút trên cao. Nhưng mà đến với Kỳ Lân Luxury, kim cương ở Kỳ Lân Luxury giá cả vô cùng hợp lý và ưu đãi, kể cả các bạn đi làm những công việc bình thường thôi, chi nghĩ đến với Kỳ Lân mọi người cũng sẽ mua được một viên kim cương để đem về cho bản thân mình, làm đẹp cho bản thân mình, nhất là các bạn nữ.